Kính chào quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An gặp gỡ đối thoại với đoàn viên thanh niên. Thanh niên Long An tiến bước dưới cờ đảng. Hội Xuân Thiếu nhi Long An năm 2019. Cuối chương trình là phóng sự Xuân tình nguyện, hành trình trao gửi yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các cấp các ngành đoàn thể trong tỉnh quan tâm. Với mục tiêu ý nghĩa đó, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Trần Văn Cần cùng lãnh đạo một số sở ngành đã có buổi gặp gỡ, đối thoại cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên trong tỉnh với chủ đề công tác chăm lo, phát triển toàn diện thanh niên. Tại diễn đàn trên, đoàn viên thanh niên bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình liên quan đến việc thực hiện các chủ trương chính sách phát triển thanh niên như những định hướng và chính sách giải pháp cụ thể để người trẻ khởi nghiệp hiệu quả, giải pháp nâng cao trình độ tay nghề cho thanh niên, giải pháp hỗ trợ thanh niên chay chốn sản xuất, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và giải quyết đầu ra ổn định. Giáo dục lý tưởng lòng yêu nước cho giới trẻ hiện nay, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã lắng nghe, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên thanh niên và trực tiếp giải đáp thỏa đáng những ý kiến chướng mắc đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Trần Văn Cần biểu dương những đóng góp của đoàn viên thanh niên đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy sức trẻ, thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên phát huy tính xung kích sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế, thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới và văn minh đô thị. Xác định đoàn là cánh tay đắc lực của đảng, là thế hệ kế thừa, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Các cấp bộ đoàn trên cả nước nói chung, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An nói riêng, luôn ra sức học tập, rèn luyện, vững vàng, tiến bước dưới cờ đảng, đóng góp sức mình cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của địa phương. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tỉnh Long An đã chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp tuyên truyền, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết đại hội đoàn các cấp cho đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị 05 CTTW, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, làm cơ sở để xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Hầu hết các tổ chức đoàn trong tỉnh đều tổ chức các hoạt động về nguồn tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, bồi dưỡng hung đúc tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, giúp thanh niên sống có hoài bão ước mơ. Ban thường vụ tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa thường trực tỉnh đoàn với thanh niên và xây dựng các nhóm nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, định hướng thanh niên làm đúng chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, làm tiền đề cho sự phát triển, đóng góp cho cộng đồng xã hội. Năm 2019, Hội đồng đội tỉnh Long An tiếp tục tổ chức Hội trợ Xuân Thiếu nhi tỉnh Long An để thanh thiếu nhi trong tỉnh có cơ hội gặp gỡ, vui chơi, giao lưu sau những ngày học tập căng thẳng. Hội trại xuân năm nay thu hút hơn 400 thiếu nhi, thiếu niên và tổng phụ trách đội đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia. Hội trại diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 1 năm 2019, với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Trang trí thiệp chúc Tết, trang trí nhành hoa mai, hoa đào, trưng bày mâm ngũ quả, liên quan gói nấu bánh tét, trang trí tiểu cảnh hội làng, liên quan văn nghệ, chủ đề xuân yêu thương, tham gia các trò chơi dân gian. Đây là hoạt động được Hội đồng đội tỉnh tổ chức vào dịp Tết hàng năm nhằm tạo sân chơi vui tươi bổ ích, giúp thiếu nhi gắn kết, nêu cao tinh thần học hỏi hoàn thiện. Bên cạnh đó cũng giúp các em nâng cao kỹ năng sinh hoạt tập thể, phát huy năng khiếu rèn luyện và trưởng thành. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, mỗi dịp Tết đến xuân về là đoàn viên thanh niên khắp nơi trong tỉnh Long An lại háo hức bắt tay vào thực hiện các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Không chỉ mang đến một cái Tết sum vầy ý nghĩa, mà các bạn còn khơi dậy trong lòng người dân tình cảm tốt đẹp dành cho thế hệ trẻ, thế hệ tuổi xuân đang từng ngày từng giờ cống hiến sức mình vì những mục tiêu cao quý tốt đẹp. Ngay từ những ngày đầu tháng 12 âm lịch, hoạt động tình nguyện chăm lo Tết của đoàn viên thanh niên đã diễn ra sôi nổi, phong phú dưới nhiều hình thức, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau. Không chỉ tập trung ở tỉnh, năm nay hoạt động tình nguyện được phân bổ đều về các địa phương, mang đến màu sắc tươi mới trong kỳ chiến dịch. Với chủ đề Xuân yêu thương, tuổi trẻ Long An chia sẻ khó khăn với hàng ngàn hộ gia đình thiếu thốn điều kiện ăn Tết. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An về 8 địa phương, tặng trên 800 phần quà cho bà con nghèo. Đây là lần đầu tiên đoàn phối hợp tổ chức hoạt động quy mô lớn, không chỉ chia sẻ khó khăn với bà con,
mà còn tạo tiền đề các cơ sở đoàn, đoàn địa phương tiếp bước, nhân rộng, lan tỏa những hành động đẹp hướng đến cộng đồng. Bên cạnh trao quà ở những điểm cố định, lãnh đạo tỉnh đoàn còn cùng các đơn vị trực tiếp đến thăm tặng quà cho bà con nghèo ở nhiều nơi, nắm bắt đời sống nguyện vọng của bà con để có thể chia sẻ bằng cách thiết thực nhất. Hành động tuy nhỏ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân. Tết không chỉ có ấm no mà còn cảm nhận được tình người trong trái tim nhân ái. Nhận được cái phần quà Tết thì mình thấy trong lòng người phấn khởi, ấm áp nhiều lắm. Nghe mà nói mấy đoàn thanh niên tới nhà, trời mừng lòng mừng biết bao nhiêu, trời nhìn lòng hồ hoài. Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa từ phía cấp tỉnh, đồng loạt tất cả các địa phương, trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Cần Chuột bắt tay thực hiện chương trình Xuân Yêu Thương, góp phần mang đến một cái Tết sum vầy ấm áp cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Chương trình Xuân Yêu Thương cấp huyện được tổ chức với các hoạt động phong phú như tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao tiền hỗ trợ, xây tặng một căn nhà tình bạn, tham gia thực hiện công trình phần việc thanh niên, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đoàn viên thanh niên ở cơ sở. Ngoài ra, huyện đoàn Cần Chuột còn phối hợp với câu lạc bộ thanh niên tình nguyện huyện tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chương trình an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Ngay từ đầu năm 2019, thì ban huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch cũng như triển khai đến các cơ sở đoàn, đồng thời thành lập những đội hình tình nguyện để ra quân như là sơn sửa lại nhà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách cũng như là thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng cộng số lượng hiện nay là huyện đoàn đã thăm và các cơ sở đã thăm và tặng khoảng là 230 phần quà. Qua các phong trào tổ chức thì thấy các bạn tham gia rất là nhiệt tình, đặc biệt là các bạn cống hiến cái sức trẻ của mình để tiếp tục phát huy cái vai trò đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Bên cạnh các hoạt động hướng về cơ sở chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, năm nay Xuân Tình Nguyện của Tuổi Trẻ Long An phát huy thêm điểm mới, đó là đảm nhận chăm sóc bảo vệ các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn đáng quý của dân tộc. Những ngày giáp Tết, đoàn viên thanh niên, ban chỉ huy quân sự tỉnh, nhân dân huyện Thủ Thừa và thành phố Tân An đã ra quân quét dọn, làm vệ sinh môi trường trong khuôn viên của nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, văn minh, chuẩn bị cho người dân đến viếng. Mỗi người một việc, các bạn phát quang cây cối, nhổ cỏ, trồng hoa, tất cả đều khẩn trương và cố gắng làm cho khuôn viên nghĩa trang khang trang, sạch sẽ. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh có 3.925 phần mộ. Đây là công trình văn hóa, lịch sử, mang đậm giá trị nhân văn, ghi nhận công lao của các anh hùng đã quên thân mình vì tự do độc lập. Hàng năm, cứ vào dịp lễ Tết, cán bộ nhân dân, các tổ chức đoàn thể chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên thanh niên đều đến thắp hương tưởng nhớ, quét dọn, trồng hoa, sửa sang, làm mới lại từng ngôi mộ. Đây chính là cách giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước tốt nhất cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh chăm lo gia đình chính sách, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hòa cùng cái không khí chuẩn bị đón Tết và đặc biệt là cái sự tập trung chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thì trong năm nay thì ban dự tỉnh đoàn xác định cái việc chăm lo cho các cái đối tượng gia đình chính sách và các cái đối tượng mà của đoàn hội đội mình quản lý, thì đó là cái nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian Tết này. Hoạt động này thì xuất phát từ cái tâm thật của các bạn đoàn viên thanh niên, là không những hoạt động mà cái sự chỉ đạo mà nó cao hơn nữa là xuất phát từ cái ý thích, cái mong muốn, cái thể hiện của tuổi trẻ để chăm lo cho các cái đối tượng và gia đình chính sách qua cái dịp Tết này. Đó là cái đích thấy nó hay hơn. Còn cái việc mà mình chỉ đạo để cho ép buộc anh em làm mà anh em còn chưa cảm nhận được, chưa thể hiện được cái là mình làm đó để làm gì thì hiệu quả nó không cao. Và nó khác hơn là từng lúc mình đi vào chiều sâu, mình tạo được cái điều kiện là các em là tình nguyện để thực hiện điều đó, chứ không phải là ép buộc các em thực hiện điều đó. Sẽ là một thiếu sót khi nhắc đến phong trào tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong dịp Tết đến xuân sang, nhưng chưa nhắc đến hiến máu tình nguyện. Hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành nghĩa cử tốt đẹp mà ai ai cũng có thể thực hiện, nhằm chia sẻ khó khăn cho những người kém may mắn. Xuân Kỷ Hợi 2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Long An tiếp tục tổ chức lễ hội Xuân Hồng, tiếp nhận 253 đơn vị máu do đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức và người lao động đóng góp. Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, mang đậm tính nhân văn. Một giọt máu cho đi là một sự sống được ở lại. Hiến máu không chỉ tốt cho sức khỏe, bởi cơ thể được tái tạo nguồn máu mới mà còn giúp cứu sống nhiều bệnh nhân. Đoàn viên thanh niên tỉnh Long An tự hào vì 15 năm qua đã đóng góp rất nhiều tài sản quý giá cho cộng đồng xã hội.
giúp bao mảnh đời được trở về với sự sống, đón bao nhiêu cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Em đã nhiều lần tham gia và vận động các bạn đoàn viên thanh niên cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Cảm xúc vui vẻ, phấn khởi, như mình làm một điều có cho cộng đồng. Tuổi trẻ là vậy, là cho đi chứ không đòi hỏi, là cống hiến không chút đắn đo, là hạnh phúc trong niềm hạnh phúc lớn. Bằng sức trẻ nhiệt huyết, bằng cái tâm trong sáng, đoàn viên thanh niên đã đem Tết về muôn nẻo đường quê, sưởi ấm biết bao trái tim trong những ngày tiết trời se lạnh, làm rực sáng tình người giữa khó khăn, lao khổ. Mọi thứ rồi sẽ qua, nhưng những đóng góp của các bạn dành cho xã hội sẽ luôn luôn được ghi lòng tạc dữ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Quý khán giả thân mến, trước thềm năm mới 2019, Thanh Huyền cùng những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị khán giả, các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An dồi dào sức khỏe, vượt mọi khó khăn, đóng góp nhiều hơn cho quê hương. Chúc các tổ chức, cơ sở đoàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thân ái chào, tạm biệt.